Vào hôm 3 tháng 12 vừa qua, hãng VinFast đã chính thức thông báo về việc đặt cọc dành cho mẫu ô tô điện VF5 Plus mới. Đồng thời, hãng VinFast cũng công bố những thông tin cụ thể đầu tiên của mẫu ô tô điện này. Đến nay, nội thất của VinFast VF5 Plus tiếp tục lộ rõ hơn qua những hình ảnh mới. Qua đó, có thể thấy mẫu ô tô điện này có 3 màu nội thất, bao gồm cam đen, xanh dương đen và đen tuyền. Với nội thất màu cam đen, ghế và tapi cửa sẽ được phối hai màu sắc này. Ngoài ra, trong xe còn có những điểm nhấn màu cam khác như viền cửa gió điều hòa, ốp trên mặt táp lô, viền màn hình cảm ứng trung tâm và chỉ khâu. Phong cách phối màu tương tự cũng được áp dụng cho nội thất xanh dương đen. Riêng với nội thất màu đen tuyền, viền cửa gió điều hòa, viền màn hình cảm ứng trung tâm và nẹp, trên mặt táp lô lại được được sơn màu bạc tương phản. Ngoài ra, thiết kế nội thất cũng đã thay đổi so với hình ảnh do hãng VinFast công bố vào hồi đầu năm nay. Cụ thể, Xe được trang bị vô lăng vát đáy nhưng không có chấu màu bạc. Viền kim loại trên hai chấu của vô lăng cũng không giống với hình ảnh cũ. Thay đổi tiếp theo trong nội thất là thiết kế của bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng. Bảng đồng hồ này có thiết kế đa giác, tương tự màn hình cảm ứng trung tâm, thay vì hình chữ nhật. Ngay cả khu vực cửa gió điều hòa trung tâm bên dưới màn hình thông tin giải trí cũng được làm mới cho phù hợp với xe thương mại hơn. Một điểm đáng chú ý nữa là cụm điều khiển trung tâm nằm giữa hai ghế trước. Ở hình ảnh do hãng Vinfast công bố trước đó, núm xoay chuyển số được đặt phía sau hai hộp đựng cốc. Trong khi đó, ở Vinfast VF5 Plus, núm xoay chuyển số được chuyển lên phía trước, đằng sau là phanh tay chỉnh cơ, cổng USB và hộp đựng đồ. Dự kiến, không chỉ riêng nội thất mà ngoại thất cũng sẽ được điều chỉnh thiết kế so với xe concept trưng bày trong triển lãm set 2022 diễn ra tại Mỹ cách đây không lâu, một chiếc ô tô được cho là. VF5 Plus đã xuất hiện tại xưởng dịch vụ chính hãng của VinFast. Tuy được ngụy trang khá kín nhưng chiếc xe này vẫn để lộ một số chi tiết ngoại thất như vành la răng và đèn hậu. Theo đó, xe được trang bị vành la răng có thiết kế 4 chấu thay vì 5 chấu, như phiên bản concept. Ngoài ra, vành la răng còn có đường kính 17 in trong khi xe concept dùng mâm 18 in. Đèn hậu cũng được đặt khá thấp trên cản sau tương tự xe concept. Tuy nhiên, cụm đèn hậu có vẻ đã được thu nhỏ kích thước. Theo công bố của hãng VinFast, VF5 Plus sẽ được trang bị các công nghệ như thiết lập theo dõi, ghi nhớ hồ sơ người lái, định vị vị trí xe từ xa, chẩn đoán lỗi trên xe tự động, giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép, đề xuất lịch bảo trì trên bảo dưỡng tự động. Bên cạnh đó là các ứng dụng tiện ích như trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, mua sắm trực tuyến trên xe, cập nhật phần mềm từ xa, lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng hay điều khiển các thiết bị thông minh ở nhà. Trái tim của VinFast VF5 Plus là mô điện có công suất tối đa 100 kW (khoảng 134 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Mô-tơ điện kết hợp cùng cụm pin Terrelli Thium với dung lượng khả dụng 37 kW cho phép xe chạy hơn 300 km sau khi sạc đầy pin. Thời gian sạc pin bằng bộ sạc tiêu chuẩn 2.2 kW là 18 tiếng. Trong khi đó, thời gian sạc pin từ 10% lên 70% với bộ sạc nhanh là 30 phút. Tại thị trường Việt Nam. VinFast VF5 Plus có giá không kèm pin là 458 triệu đã bao gồm VAT. Nếu mua kèm cả pin, khách hàng Việt cần chi số tiền 538 triệu. Như vậy, bộ pin của mẫu ô tô điện này có giá chỉ 80 triệu. Chi phí lăn bánh là 484 triệu nếu thuê pin và 564 triệu nếu kèm cả pin. Trong trường hợp mua xe không kèm pin, người dùng sẽ phải trả thêm chi phí thuê pin theo gói cố định là 1 triệu 6 một tháng, không giới hạn số km di chuyển. Giá thuê pin sẽ được cố định suốt đời theo giá thuê pin tại thời điểm nhận xe. Khách hàng có thể đặt cọc cam kết 20 triệu hoặc đặt cọc 10 triệu để mua VF5 Plus. Nếu đặt cọc 20 triệu khách hàng sẽ được ưu đãi giá 30 triệu và ưu tiên giao xe theo thứ tự cọc cam kết trước. Khách hàng có thể chuyển nhượng cọc cho người khác nhưng không được hoàn hủy cọc. Trong khi đó, những người đặt cọc 10 triệu thì sẽ được ưu đãi giá 20 triệu có thể hoàn hủy cọc hoặc chuyển nhượng cọc cho người khác. Thời gian áp dụng chính sách đặt cọc sớm là từ ngày 10 tháng 12 đến 10 tháng 1. Khách hàng có thể sử dụng voucher được tặng trong chương trình sống xanh của Vinhome để thanh toán khi mua xe. Dự kiến, VinFast VF5 Plus sẽ bắt đầu được giao cho khách hàng từ tháng 4 năm sau với 6 màu sắc ngoại thất. Xe được bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 140.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.